Trọng tài. Trọng tài không? Trọng tài bắt phải này. Trọng tài đến 7 giờ mà, gấp lo gì? Gì? Đá 20 rồi đến số 4 thôi. Đá để cho thằng Nguyên nó về bắt gôn thôi. Tí nữa anh bù giờ cho nó. Đá từ 4 muộn. Đá 10 phút nữa thôi. Anh em ơi, cẩn thận lấy tinh thần mà không mất tiền đâu à. Đứng dòng. Xấu đáy rồi anh, xấu đáy. Ôi trời ơi, thề luôn. Mất nước là đáng nhá. Xút tên này anh nhớ, ăn gôn đi. Hiểu anh sự vất. Bù giờ 3 phút nhá, à 4 phút nhá. Cho đá lên 15. Đã đến 20 mới hết giờ. 20 mới giờ? Vâng. Ôi thì bù giờ 4 phút đến 20 giờ anh nhỏ cá nhá. Chọc phải. Nhà. Anh ấy sao sao? Hay quá, anh Hiệp sức khỏe. Biên bên xanh. Chạm chân tuân rồi. Xanh dương. Chọn bài ba phải, ta cầu thủ ra cái này thôi. Mười phút nữa. Đúng rồi. Ủa sao không ai vào tránh? Ô, kiểu đổi bóng gì? Ý là muốn đổi bóng đúng không? Bảo mà nó rất là thật. Hoàng ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.